đám người lớp khác đến lớp quốc tế gây chuyện, mà Ngạc Tiểu Hạ đứng đầu muốn chạy thì bị Kha Thành Văn tóm lại. Anh túm áo cô từ phía sau, cao mày nói với cô, chạy cái gì, không phải muốn xem sao, mau vào xem đi. Ngạc Tiểu Hạ sắp khóc, tôi là con gái, cậu là con trai mà không có giáo dưỡng. Kha Thành Văn mặc kệ nhiều thứ như vậy, kéo người vào lớp nói cô ngậm miệng, giáo dưỡng là cái gì, có thể ăn sao? Bả vai Kha Thành Văn bị người khác đẩy một cái chất vấn, lớp quốc tế các người có tư cách gì mà đòi dạy dỗ người của lớp thường chúng tôi vậy? Ngoài hành lang cục diện bây giờ giống như bầy ong vỡ tổ, hỗn loạn vô cùng, mà Minh Khê đứng một bên trông trợn mắt há mồm không ngờ mọi việc đi xa quá xa, vốn chỉ muốn hà giận trước Ngạc Tiểu Hạ một chút, ai dè lại thành ra đánh nhau to. Kha Thành Văn bị người ta ghìm cổ, vội vàng nói với Minh Khê, chị dâu vào lớp đi. Minh Khê muốn vào cũng vào không được, cô giống như cái nhân bánh bị chèn ép ở giữa, đầu óc choáng váng, còn bị người nào đó va trúng. Lực va rất mạnh khiến Triệu Minh Khê loạng choạng ngã người về phía sau, cô sợ hãi kêu lên một tiếng. Đột nhiên, lưng cô được ai đó đỡ lấy. Trong hỗn loạn và ồn ào, mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc đột nhiên chui vào chóp mũi. Không cần quay đầu, Minh Khê đã ngay lập tức biết được là Phó Dương Hy tới. Không hiểu sao, ngay tại lúc này, mùi hương này làm cho người ta an tâm không ít. Phó Dương Hy ôm cô đứng vững hỏi Minh Khê không sao chứ? Anh lo lắng, cúi đầu nhìn. Sau đó, lập tức toàn thân đều cứng đờ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy gương mặt của học sinh chuyển lớp, thật sự quá đỗi xinh đẹp. Lần đầu tiên trong đời, tư duy của cậu lại chậm chạp như thế, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, gương mặt đỏ ửng, tim thì đang điên cuồng đập loạn xạ. Cậu ngơ ngác nhìn Triệu Minh Khê như tên ngốc chưa từng trải qua việc đời. Minh Khê ngại ngùng thoát khỏi vòng tay cậu, vén tóc mai ra sau tai nói lời cảm ơn. Ngay lúc cô vừa muốn ngước lên nhìn Phó Dương Hy thì bỗng dưng chú ý tới, chậu cây của mình đã mọc thêm 10 chồi. Sớm biết có nhiều chồi như vậy thì cô đã không buông cậu ra rồi, nhưng mà khi tiếng náo loạn bên ngoài hành lang truyền đến tai là, Minh Khê nhớ lại chuyện chính. Minh Khê ngẩng đầu nhìn Phó Dương Hy, Tiêu rồi Phó Thiếu, có đánh nhau. Phó Dương Hy vẫn còn đang ngây ngốc nghĩ thầm, đương nhiên cậu biết là đánh nhau, nhưng đáng chết làm sao cái miệng của cậu ấy lại nhỏ như vậy, bờ môi làm sao mà hồng hào mọng nước, làn da làm sao trắng nõn trong suốt như thế, làm sao đẹp đến vậy. Chờ đã, đánh nhau thì có liên quan gì đến thiếu gia cậu? Nhìn thấy gương mặt ngu ngơ của lão đại, Minh Khê cảm giác não cậu ta giống như bị ngâm nước đến ngớ ngẩn, cô lập tức hét lên, bên ngoài đánh nhau rồi á, cậu đi cản đi. Phó Dương Hy đột nhiên hoàn hồn, nhìn ra bên ngoài, cậu mới phát hiện tình hình hỗn loạn ở đó. Đánh nhau rồi, mẹ kiếp. Anh vội vàng bước vội ra ngoài, đứng ra bảo vệ đám đàn em, để tao xem ai dám bắt nạt người của lớp tao. Đám người tham gia đánh nhau thấy Phó Dương Hy nên lập tức nhanh chân bỏ chạy, giống như thuốc diệt côn trùng, phun một phát, mấy con rán chạy tán loạn. Phó Dương Hy lập tức túm cổ tên con trai lúc nãy nói khẩu trang nhỏ, của mình là đứa xấu xí. Cậu ta run sợ lập tức xin tha, nói mình sai rồi. Nhưng Phó Dương lập tức đè cậu ta xuống vung nắm đấm lên. Minh Khê ở bên cửa sổ trợn mắt há hốc mồm nhìn, là bảo cậu đi ngăn đánh nhau, chứ có bảo cậu đi tham gia đánh nhau đâu. Mọi thứ xung quanh càng thêm hỗn loạn, có người đi gọi thầy chủ nhiệm, chỉ còn lại Phó Dương Hy và người nằm dưới mông cậu là, bị thầy gọi lên phòng làm việc. Kha Thành Văn thở hồng hộc lui vào bên trong phòng học, nói Minh Khê đừng lo lắng, không ai đánh thắng được anh Hy. Minh Khê tò mò hỏi tại sao, cậu ấy đánh nhau giỏi lắm à? Kha Thành Văn tự hào ưỡn ngực nói, không phải, cậu biết đội luật sư của Phó Thị không? Chỉ có thắng, chưa từng thua lần nào. Ai đánh nhau với anh Hy, chỉ dám bị đánh, không dám trả đòn, một khi chống lại đụng rơi một cọng tóc đỏ, đội luật sư Phó Thị sẽ làm cho bên kia phá sản luôn. Ngay lập tức làm cho đối phương táng ra bại sản. Vậy thì đúng là đáng tự hào, cho nên đây chính là nguyên nhân thái tử gia nhuộm tóc màu đỏ sao? Sau khi đánh nhau thì đếm xem mất mấy cọng tóc đỏ để bắt đền tiền. Mới sáng sớm đã phát sinh chuyện lớn như thế nên thầy chủ nhiệm vô cùng tức giận, từ xa đã có thể nghe được tiếng thầy chủ nhiệm gầm gừ, các cậu học theo Phó Dương Hy làm gì? Nhà người ta có thể dùng máy bay đánh cờ caro, các cậu không học cũng chỉ có thể về nhà nuôi gà mà thôi. Người ta lên lớp có thể ngủ mà thầy cô giáo còn không dám quản, còn các người mà thầy cô mặc kệ không quan tâm, thì khi lớn lên chỉ có thể đi làm phụ hồ mà thôi. Thầy chủ nhiệm là lão âm dương, nói chuyện kẹp dao giấu kiếm, trước kia Phó Dương Hy cũng không quan tâm, vào tai trái ra tai phải. Nhưng hôm nay lại cảm thấy những lời này vô cùng chói tai. Gào to như vậy, lỡ như khẩu trang nhỏ của cậu ở trong phòng học nghe thấy thì làm thế nào?